bài mới vừa xong đó. Biết rồi, xíu à. Chiều nay em đi câu cá và mang ra theo băng cua. Làm sao cho được kha kha về cho mày đi đâu sáng giờ mới về, tao đi kiếm mày muốn chết luôn nha. Dạ. À, con mới đi nhà bạn về. Rồi sắp tiếp biết của nợ gì về vậy? Mất năm nay. À, con xin con chó gì nuôi. Đem đi trả liền, đem đi trả liền. Nhà đã nuôi trâu, bò, gà, vịt, heo, cỏ. Bây giờ mất thêm chó gì nữa. Rồi ai đâu làm nuôi cho hết. Chết tao không biết về nhà là cái sở thú luôn nè. Thôi má, con đi má, thấy cưng mà. Tao nói trước mày mà không đem trả con chó nghe tao bẻ cổ ra đó. Ngoan đó, cưng của má nè. Để má lấy cơm với vịt đòi ăn nha. Ờ, lấy không? Thôi hấp cơm nha mày. Chiều nay mì gói đi nha. Ê, ê. Gì má, má kêu con gì? Vô cho áo tao lấy tiền đi mua cho con cái ruột tao hộp sữa mấy nè. Thì biết tức không biết ai là con ruột, ai là con chó luôn á. Tức không biết ai là con ruột, ai là con chó luôn á. Rồi đi làm chuyện coi, đem qua mình trả hai chó người ta coi, chó nhà ta ơn hoài. Đâu có, con mới xin về luôn rồi, con để nuôi luôn. Ai có đây là con gì mà mày còn xin thêm? Đi má, nuôi đi má, cưng cũng chết vậy nè mà bỏ sao được. Đem về chó phá nhà, phá cửa, cắt dép, cắt hồ đi. Có gạo đâu mà đưa cho hết tao, tao bẻ khỏi cho mày coi, mày đem về đi, thử đem về đi. Vài hôm sau. Đầu chết hết. Hả? Áo thì tao mới phá cái cửa này đâu mất tiêu rồi. Đi để cho má chùi cho con nè. Con nghe đã má chùi cho con nha. Vừa giá thế này vừa giá. Má chùi cho. Hả? Thôi ông đừng để xíu đừng giận nha. Con thịt xuống con con chùi nha. Nên ăn cơm gì mà? À? Mày chưa ăn cơm hả? Lỡ tao cho cháu ăn cơm đó là hơi nấu cơm ăn xong dịch đảm con. Em nó còn nhỏ hết con. Đi đi con. Hả? Nghe nói kiểu này đang hot. Quá cảm. Mày sáng giờ mày đi đâu mà tao kiếm mày không có vậy? Giờ này mày mới về, chiều tối mày mới về vậy? Thằng bạn gái gì đâu đi mà không có giữ nhà giữ cửa gì chơi vậy? Thả ra vậy? Tao qua chơi cho nè chứ có làm gì đâu. Chị mới qua chơi. Trời ơi, sáng giờ mới cắt tóc. Mới dưới trên TikTok nó nói em sáng giờ quá kêu cắt tóc này là nó hợp, nó trẻ. Em đi vô cắt nó, em cắt vậy nên em mới cắt vậy nè chị. Mà chị cũng hay quá. Riết bà biết nhà em với nhà chị nữa mà chị ở còn nhiều hơn em nữa à. Thôi ơi, mày nghe lời là mày tầm bậy rồi. Cắt tóc ở nhà thôi đỡ tốt được 50,000 thôi. Chị tao nè. Mà cắt tóc mà biết cắt fashion, cắt ơ rồi. Trời ơi, đã lúa đã bèn rồi mà không biết cắt cho sao cho nó sang trọng trọng rồi lên. Cắt cái đầu mới ghê, không hiểu luôn á. Ý chị là hết cái đầu phát sành như chị á, phải không? Cái đầu cắt môi á chứ gì. Không, trời ơi, nghĩ sao đầu tao vậy mày kêu đầu cắt môi. Cắt cái đầu như rồi yên con, để tao hết cái đầu cắt môi cho mày. Rồi yên đi. Nó mới đẹp. Hả? Cái đầu tôi quên tiêu rồi, mày ghét nó tới cháu tôi. Cái đầu ôi, tao không hiểu sao mẹ mày để cho mày cái đầu đường dày nữa. Để tao. Nó đầu cắt môi, trời ơi đẹp trai liền, đẹp trai liền. Cái đầu cắt môi liền. Cái đầu như xinh lan gì đó, siêu xinh. Rồi xếp hàng từ từ nào, yên đợi từ xíu với con. Rồi nè, trời ơi tao nói quất cái đầu cắt môi là đẹp xuất sắc hơn liền. Trời ơi đẹp trai liền, đẹp liền hả chị? Ủa, bà đâu rồi? Rồi mày đứng đó cho nó cắt.
vượt pha qua sông trái tim đông đang rối kia. Hả? Mẹ muốn gì chán ghê vậy đó. Con đường hả? Trời ơi, tưởng gì ca ca mùi mùi mình làm cũng được nữa nha. Trời phá. Hả? Dạ cho mày chứ. Cái gì vậy? Tao bị giết tao quen rồi mày ơi. Hả? Bài nha, vô vị trí sẵn sàng. Đứng khép đất chu mông lên để tao tắm cho sạch sẽ rồi nè, rồi đi bơi. Trời ơi, ở đâu mà vô giá hết trời, vô giá thằng không hiểu rõ tụi bài luôn á. Mọi người, ăn dưa với mẹ cáo nè. Ăn dưa với mẹ cáo. Hả? 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 Cái dưa á. Dưa nhiều quá, để tao gào nổi. Mày cáo sợ tao gào nổi gì rồi sao bạn? Rồi ăn được gào hả? Bạn ơi, đau quá luôn. Rượu ngon quá vậy con. Hả? Trời, mất quỷ thần ơi. Đây là lý do gì đó, đây là mùng 1 Tết nha mọi người. 30 ly ăn mai lắng dữ dội quá. Mùng 1 Tết nha. Trời ơi, đi mẹ. Đó. Ông bà thái. Mày coi kìa, ba mày sai, ba mày không chịu. Té mày đúng rõ ràng mà má mày nói té mày sai không kìa. Ông sai, bà sai. Ông sai. Đừng có cãi mà sai. Bắt nền gì đâu. Hả? Bà sai. Ông sai. Tôi đây không có sai, bà sai. Ông mày nói ông sai. Chữ lỗ nữa. Hả? Đưa qua vậy. Má. Ông sai. Tôi đúng, bà sai, bà ơi. Tôi biết tôi đúng, ông sai. Hả? Ừ, bà đúng, tôi sai đi. Tôi đúng, bà sai. Rồi chiều tối rồi còn tự qua nhảy. Nè ha, ba tâm tự gì vô game này nè. Giải quyết khỏi mất công không sao. Về hàng xóm. Được rồi, bao nhiêu năm hận thù tôi sẽ dồn vô bữa nay cả thôi. Khỏi khỏi nó nhiều hơn là con xác đây. Khỏi nó nhiều, vô đi bà. Kiếm hồn 3D, siêu phẩm game nhập vai vào mùa hè 2020. Vô game ngay thôi. Thì mấy chị hàng xóm dành. Ờ, thay lâu quá, mới gặp anh thay. Tôi đi bộ đội 3-4 tháng trời rồi, giờ này mới về được nghỉ mấy ngày. Thế bà thấy không, con cá là chồng đi theo cá, thấy không, mấy tháng mới về đâu, thấy chưa. Trời ơi, không ngờ chồng cá vậy luôn á, tội nghiệp nó dễ sợ luôn á. Trời ơi, nghĩ sao mới bắt được mình. Đó, bài xong rồi, để con đi xin nước cho. Nó, bà thấy nghĩ không? Dạ, 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 nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Nó có vợ hai con, nó giấu trên Sài Gòn đó bà. Nghĩ nghe vậy mà tôi tưởng đó giờ nó bị đi. Trời ơi, ghê vậy á trời, không lẽ nó gồng. Bị dê đâu, bị dê, gồng đâu gồng. Có vợ rồi đó. Alo, mày qua nước tao chưa? Đó tao chuẩn bị đi hết rồi đó. Bà thấy không? Con gái lứa gì đó. Đi đứng suốt ngày, bận đầm này đầm kia. Con nhỏ vậy hả, nó quỳ lì lắm, tôi biết. Trời ơi, con gái con lứa vậy á hả? Vậy á em. Vậy. Bà nói nè, rảnh rỗi quá, ăn cơm nhà lo chuyện người ta. Cái lỗ tai chứ phải cái quai nồi đâu, nói hoài nó biết nghe hả mẹ. Cái thứ này là thứ gì á, chứ không phải thứ bảy chủ nhật. Đi đâu mà nhanh quá vậy, đáng dịch rồi, tiền đâu nè. Hả? Quên, tôi quên. Tiền nè, có nhiêu đây thôi. Hết chưa? Có nhiêu mới đưa hết rồi, còn có nữa. Hỏi lại. Hết chưa? Chúng ta đã tiền rồi, tôi có lấy mặt nhân bà đâu. Hỏi gì thôi, hết rồi thì đi. Thì ghê trời. Hả? Chứ mày nghĩ sao kêu tao quay, tao có biết gì đâu mà quay cho đẹp. À, không phải chứ vậy thì con biết cách này nè. Má ơi, má.
Mày ơi, mày chơi vậy là chết tao rồi. Tía gì má vậy mới nhiều ai? À, tôi nói bà là nghĩ dám giống tiền bà đi mua đồ nó đi chân ghét tao. Hả? Con hưởng, có bà gì kia mày? Nên ta vui cho mình phải ăn chi ta cho tiền đâu tiếu hết chứ. Gài tàn ăn cơm nguội không? Ờ ha, hổm gài thèm hủ tiếu hết chứ. Mà cứ ăn cơm nguội xong ta thèm nữa mày ơi. Được, bữa tôi vui vui vẻ vẻ mấy người kiếm tiền ha. Mời đi, đợi xíu. Tía thấy chưa, má đi lấy tiền cho mình kìa. Đâu có. Ủa chứ mẹ đâu? Tôi đi lấy cho hai cha con ông người viên thuốc ngủ. Để tối ngủ mơ cho nó đã ha. Ai cũng chào. Ủa Tiên, sao sáng sớm mày không chuẩn bị vậy đi học? Nghỉ dịch mà học làm gì tầm này má ơi. Con gái con gửi đâu ngủ trương đây hả? Đi học trễ cũng được. Thằng nào lại mày mãi đó. Trời, đợi con xíu. Cháu đợi nó. Trời ơi, tới giờ mới đợi. Tiên đợi từ những giờ tới giờ mà điều yêu hết trơn à. Coi nói mê trai kìa. Đầu mà đầu thai với ớt. Ủa má. Ừ. Mày kêu tao gì? Ủa má chuẩn bị cho ngày kỷ niệm cưới 30 năm của má chưa? Làm chắc phải gình gan lắm á. Ừ. Thì kỷ niệm cái nít thì kệ nó đi. Lúc đám cưới tao còn không có làm nữa, không chơi kỷ niệm. Trời đất ơi, xưa ngày đám cưới là không được, giờ kỷ niệm. Em phải làm cho lớn thôi. Sao chữa cái mặt cho bớt nhớ chưa, hơi bị nát á. Giờ làm sao? Đâu má xài thử campaign của Acos mới biết coi. Kì gọi má xài rồi đó, hơi bị nhẹ. Này hả? Má xài đi, con nói đảm bảo luôn, má xài không. Không biết, ông giòn bả không ra luôn. Về quê em dấu xa nhưng mà vui ghê. Ước mơ từ lâu nắm tay ta cùng nhau về. Quê em. Ủa ông về rồi đó hả? Trời trời. Con vợ ông này chứ không phải con nào. Ai? Con nào đây đâu phải con vợ ta. Con vợ ta thấy ghê lắm mà. Khi nghe tin có giai đến nhà. Ê Tiên, mày dọn cái phòng lại coi, chuẩn bị cháu tao về. Thôi cháu có làm gì đâu không à. Trời đất ơi, Nga nó từ nước ngoài về lần đó mày. Hả? Sai. Làm gì vậy hai? À, tao đi đập đất mặt nè. Smart của chị Minh Phượng cái con. Tao đi đỉnh nghe. Hả? Dì em. Trời ơi, mày phải sợ con lên. Trai ở nước ngoài chắc về đó con. Hả? Con qua cho má ly dị hoa nghỉ tay cho khỏe cho má ơi. Hả? Nghe má con nói con chưa có bạn trai nữa hả nè. Nghe má con nói con chưa có bạn trai nữa hả nè. Được rồi má.